Thầy chào các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Xuân Tân Sửu sắp đến, nhà nhà đang tất bật chuẩn bị cho những ngày vui xuân cùng với gia đình. Nhưng bên cạnh việc vui chơi, chúng ta cũng không quên ôn lại những kiến thức đã học. Tiết học trực tuyến ngày hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau thực hành văn tả cảnh mà các em đã được học ở những tiết học trước. Mục tiêu cần đạt của tiết học ngày hôm nay, thứ nhất, giúp các em biết cách làm bài văn tả cảnh bằng thực hành viết. Thứ hai, trong khi thực hành, biết cách vận dụng các kỹ năng và kiến thức về văn miêu tả nói chung và văn tả cảnh nói riêng đã được học ở các tiết học trước. Và thứ ba, giúp các em có được kỹ năng viết nói chung như là diễn đạt, trình bày, chữ viết, chính tả và ngữ pháp. Bây giờ, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tiến trình của bài học. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại khái niệm về văn miêu tả. Văn miêu tả là loại văn nhằm giúp cho người đọc hình dung ra được những đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, con người, phong cảnh, làm cho đối tượng như hiện lên trước mắt người đọc. Qua văn miêu tả, người đọc không chỉ cảm nhận được vẻ bề ngoài về màu sắc, hình dáng, kích thước, trạng thái, mà còn hiểu rõ được bản chất bên trong của đối tượng, sự vật. Vậy bố cục của một bài văn tả cảnh sẽ gồm mấy phần, yêu cầu về nội dung của từng phần là như thế nào? Kiến thức này các em đã được học trong bài phương pháp tả cảnh rồi. Bây giờ chúng ta ôn lại, bố cục của một bài văn tả cảnh sẽ gồm có 3 phần, đó là mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài các em phải giới thiệu được khái quát cảnh được tả. Thân bài các em phải tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự hợp lý. Và kết bài các em phải phát biểu cảm tưởng về cảnh vật đó. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành 2 đề. Đề thứ nhất, các em chú ý, em hãy tả quang cảnh khu phố, đường phố nơi em ở vào những ngày giáp Tết. Đây là thể loại văn tả cảnh. Nội dung là yêu cầu tả quang cảnh khu phố, đường phố nơi em ở vào những ngày giáp Tết. Các em chú ý giáp Tết chứ chưa phải là Tết. Các em có thể chọn thời điểm từ 23 tháng 12 âm lịch đến ngày 30 tháng 12 âm lịch. Sau đây là dàn bài gợi ý. Mở bài, các em phải giới thiệu được khái quát khu phố, đường phố vào những ngày giáp Tết. Thân bài, các em phải miêu tả được cảnh sắc thiên nhiên như là không khí, cây cối và chim chóc. Sau đó các em phải tả chi tiết đặc điểm nổi bật của khu phố, đường phố và những ngày giáp Tết như thế nào. Công viên được trang trí ra sao, bến xe, đường phố đông đúc như thế nào, những gian hàng phục vụ Tết. Các em có thể tham khảo phần ví dụ mà thầy đã đưa ra. Ví dụ như đường phố được khoác lên mình một chiếc áo mới sạch sẽ, lộng lẫy hơn hẳn. Mấy câu liễn như là chúc mừng năm mới, vạn sự như ý được răng đầy khắp phố phường. Rồi mỗi lần đi qua bến xe, một cảnh tượng thật đông đúc choáng ngợp lại hiện ra trước mắt em. Ôi thôi bao nhiêu là xe chạy ra chạy vào tấp nập. Ai ai cũng vội vã, tay xách nách mang, nào là vali, những phần quà đem về biếu người thân. Vẻ mặt của họ có một chút mệt mỏi vì đông đúc, nhưng trong ánh mắt của mọi người đều ánh lên sự háo hức vì sắp được đoàn tụ với gia đình sau một năm xa quê lên thành phố lập nghiệp. Nơi thu hút mọi người nhất là gian hàng bánh mứt với vô vàn các gia đình mứt có những hương thơm ngào ngạt và đầy sắc màu rất hấp dẫn. Nào là ánh mứt bí, chì kẹo dẻo, những nàng hạt sen được phủ lên một lớp đường cát trắng ngọt liệm khiến ai nhìn cũng phải ứa cả nước bọt. Sau đó các em phải miêu tả được hoạt động chuẩn bị Tết của mọi người dọn dẹp nhà cửa ra sao, chuẩn bị thức ăn, đồ trang trí cho ngày Tết như thế nào. Ví dụ, người thì quét nhà, người khác thì lau cửa sổ, sắp xếp lại đồ đạc cho thật gọn gàng. Trên bàn thờ tổ tiên thì được lau dọn sạch sẽ, xuất hiện những bình hoa ly và có mâm ngũ quả thật đẹp. Nhà nhà cùng treo cờ tổ quốc, mọi người quây quần bên bếp lửa hồng nấu bánh chưng, bánh tét, trò chuyện về kế hoạch đi chơi và mua sắm của gia đình. Kết bài, các em cũng phải nêu được cảm nghĩ của em về quang cảnh khu phố, đường phố vào những ngày giáp Tết. Em mong ước điều gì cho năm mới này? Đây là dàn bài gợi ý, các em có thể chép vào vở của mình nhé.
Chúng ta sẽ chuyển sang đề thứ hai, đó là em hãy tả lại hình ảnh cây mai hoặc cây đào vào dịp Tết đến xuân về. Mở bài, kèm cũng phải giới thiệu khái quát về đối tượng miêu tả. Ví dụ ở đây là cây mai. Thân bài, kèm phải miêu tả được hình ảnh cây mai trước Tết. Kèm phải tả được bao quát về kiểu dáng. Kèm phải chú ý đến cành lá của mai vào khoảng sau ngày 15 tháng chạp, khi người ta đã vặt lá mai để chuẩn bị nó dồn tất cả những chất dinh dưỡng vào nụ. Sau đó phần trọng tâm, kèm phải tả được hình ảnh cây mai trong dịp Tết. Ví dụ như kèm phải tả lá, nụ hoa, nhị hoa và hoa, mùi hương của hoa như thế nào, những vật trang trí cho cây mai thêm đẹp, cảm xúc của mọi người khi được ngắm nhìn vẻ đẹp của cây mai. Ví dụ các em phải chú ý hoa mai là phải có màu vàng tươi nè, thường sẽ có 5 cánh, tùy cây mai vẫn có thể hơn nhé. Mịn màng như nhung, rung rinh trong gió, tỏa hương thơm nhẹ nhẹ. Lá mai thì các em thấy là vào dịp Tết nó có màu xanh non, có pha một chút tím tím nảy mầm ở đầu cành. Thỉnh thoảng thì còn có vài chú ong, chị bướm bay vào hút mật. Bài này sẽ hay hơn nếu các em biết lòng ghép cảm xúc của mình vào phần hình ảnh cây mai trong dịp Tết. Sau đó các em cũng phải chú ý tả hình ảnh cây mai sau Tết. Chú ý tả sự đổi thay của mai về hoa lá như thế nào. Cây mai trở về vị trí khiêm nhường của nó. Nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh cây mai, các em phải nêu được ý nghĩa của cây mai trong dịp Tết. Ví dụ mai nói trại đi, đó chính là tượng trưng cho sự may mắn. Màu vàng của mai tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Và đặc biệt, các em thấy mai thường mọc thành từng chùm, tượng trưng cho Tết đoàn viên sum vầy. Các em học sinh lớp 6 thân mến, thầy vừa hướng dẫn các em tiết luyện tập về thực hành văn tả cảnh, thì các em học sinh phải hoàn thành viết bài văn tả cảnh này ở nhà. Học sinh được chọn một trong hai đề trên để làm. Thời gian nộp, các em có thể nộp vào lúc sau khi các em trở lại trường sau Tết. Các em nhớ làm ra giấy kiểm tra. Khi viết, lời văn của các em phải trong sáng, sinh động, không sai lỗi chính tả, dùng từ. Bố cục phải rõ ràng 3 phần, có sự liên kết mạch lạc. Các em phải biết sử dụng các biện pháp tu từ so sánh nhân hóa vào bài làm. Vừa rồi, thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu tiết ôn luyện văn tả cảnh. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Thầy xin chúc cho các em và gia đình những ngày chơi xuân Tân Sửu thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo.